Đang dương càng lên để nó cắp con kìa. Con lấy que đũa cắp nó đi. Con lấy đũa con cầm trên tay con cắp nó đi. Bắt nó luôn, cắp luôn. Đúng rồi. Bạn gì sợ? Bạn gì sợ ông quả? Thật nhá, tại trận con tua này con thua là cắp con đấy. Con biết chưa? Ôi giời, nhiều ông quả nhỉ. Con cua sợ không? Con sợ con cua không? À, thế bố mượn con đũa bố bắt cho con. Bố mượn con đũa để bố bắt con cua cho con nhá. Bố cắp nó luôn nhá. À, để con cắp à? Ấy, đúng rồi, cắp đi. À, à đâu, để bố mượn. Bố cắp con cua cho các bạn xem này. Ôi hồi, ôi hồi. Ôi hồi, nó chạy. Ôi, 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 ôi. Không được à? Không được, con bắt nó đi. Sợ chưa? Nhiều con cua nhỉ. Đấy, con cho con cua đã ăn con này này. Đấy, cua ăn con này luôn. Cua, chắc cho con cua ăn con cái đi. Ăn đi. Ăn đi. Cua ăn. Ăn ngon ngon. Đúng rồi. Bây giờ kẻ ăn luôn nè, bây giờ sợ thế. Kẻ ăn con gà. Kẻ ăn chị con gà đúng không? Sợ nhờ. Thả. Thả vào trong con cua ăn con cá đi con. Thả vào đi. Thả vào cho nó ăn con cá đi. Ăn ngon luôn. Con bảo cua ăn đi. Ăn đi chị yêu. Ăn đi. Thì gạ thả xuống nhá. Thì gạ thả con cua xuống nhá. Con bảo ăn đi chị gạ yêu này. Quá quá. Ơi. Cua nữa, thế cô nhịn đói luôn à con?